Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn nghe câu chuyện Hãy nhân ái với bột robot trong quyển 28 của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn ủng hộ và chia sẻ kênh giúp mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một tập truyện Máy đặt hàng bộ sưu tập nhân vật trong quyển 28 của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn ủng hộ và chia sẻ kênh giúp mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện mô hình hòn đảo tỷ lệ 1:1 trong quyển 28 của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn ủng hộ và chia sẻ kênh giúp mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện hộp nuôi cấy ngọc trai trong quyển 28 của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và hãy chia sẻ và theo dõi kênh giúp mình. Lại nằm rồi, sao lúc nào cậu cũng lăn lê thế nhỉ? Lăn lê thì không được à? Cầm lấy này. Ủa, cậu mua truyện tranh cho tớ cơ à? Lạ chưa kìa. Ối ối, Hattori sướng thật, thành thạo mọi phép thuật của ninja. Tớ biết đây chỉ là truyện tranh thôi, nhưng giá như cậu có món bảo bối giúp tớ tinh thông nhẫn thuật thì hay biết mấy. Có đấy, thật không? Đây là đồ nghề tu luyện của ninja. Có đấy, thật không? Đây là đồ nghề tu luyện của ninja. Ủa, quên lấy lộn đồ rồi. Không phải cái này, đồ nghề tu luyện của ninja. Nhưng mà liệu cậu có sử dụng được không? Tớ nói trước, cậu đừng có coi thường nhẫn thuật. Để tu luyện thành ninja phải có sức chịu đựng phi thường, cậu hiểu chưa? Sức chịu đựng phi thường, dù đau đớn khổ sở tới mức nào, cậu vẫn phải cắn răng nhẫn lại để đạt được sức mạnh cả về tinh thần và thể xác. Đó mới chính là quá trình tu luyện ninja nhân chính. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn câu chuyện thuốc nhân số lượng trong quyển 17 của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn sách ghép hình trong quyển 17 của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện tuần báo Nobita. Và mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện cổ đại phiêu lưu ký nằm trong cuốn 17 của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn ủng hộ kênh và theo dõi kênh của mình. Cậu thở dài cái gì thế? Khó xử quá. Cái bánh bao nhân đậu này nếu ăn ngay thì rất ngon. Nhưng sẽ hết. Nếu không ăn thì vẫn còn, nhưng lại không thể thưởng thức được vị ngon của nó. Ước gì cái bánh này ăn mãi không hết nhỉ. Thế thôi chứ gì. Cậu có cách giúp tớ à? Đây là thuốc nhân số lượng, công hiệu với bất cứ thứ gì. Nhỏ thuốc vào bánh hả? Ơ mà thôi, không được đâu, nguy hiểm lắm. Ơ kìa, sao vậy? Chỉ nhân đôi số lượng bánh bao thì có gì nguy hiểm? Cậu đừng lằng nhằng nữa, mau làm cho tớ đi.
Nhưng mà phải hứa với tớ một điều là cậu phải ăn cho kỹ hết số bánh bao tăng thêm, không để lại một mẩu vụn nào. Được, tớ hứa. Ê, tớ có thấy tăng lên đâu. Cứ 5 phút sẽ nhân lên gấp đôi. Sau 5 phút đầu tiên, một cái bánh sẽ biến thành 2. Hiểu rồi, thêm 5 phút nữa, 2 sẽ biến thành 4 chứ gì? Đúng thế. Sau đó 4 thành 8, rồi ha ha nhiều vô kể. Gần 5 phút trôi qua rồi đấy. Bánh tăng lên rồi, hoan hô. Tụi mình mỗi đứa xơi một cái đi. Khoan đã, ăn bây giờ để mà hết à? Chịu khó đợi 5 phút nữa, bọn mình sẽ có tận 4 cái. Tớ cóc thèm, bánh rán ngon hơn nhiều. Tăng thành 4 rồi, mình chỉ cần để lại một cái là muốn ăn bao nhiêu cũng có. Bắt đầu chán rồi. Doraemon ơi, ra ăn bánh đi nè. Nó bỏ đi đâu rồi không biết. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.